Xin chào toàn thể các anh chị, chúc các anh chị có những ngày nghỉ tuyệt vời. Thì tôi là Bùi Khải, hôm nay tôi xin phép được làm một cái video ngắn ngắn để hướng dẫn cho các anh chị cái cách chúng ta tạo một cái tài khoản metabot.vn trên điện thoại của chúng ta nhé. Thì đầu tiên thì các anh chị hãy tải về máy hai cái trình duyệt, một trong hai cái trình duyệt đó là Chrome hoặc Cốc Cốc. Thì ở đây tôi đã có sẵn Cốc Cốc rồi, nên cho nên là tôi sẽ trực tiếp vào đây để tôi hướng dẫn cho các anh chị. Đó. Thì khi mà gõ vào trình duyệt xong thì chúng ta sẽ gõ lên thanh tìm kiếm ở phía trên này nhé, chữ metabot.vn đây. Như các anh chị thấy thì tôi đang sử dụng trên này nó hiện luôn chữ metabot.vn này đó. Thì khi sau khi mà gõ chữ metabot.vn và gõ tìm kiếm thì nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ như thế này nhé. Thì sau đó thì như các anh chị mới chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ nhấn vào chữ đăng ký mới này. Ở gần ô đăng nhập nó có chữ đăng ký mới này, màu xanh này, thì chúng ta sẽ nhấn vào đăng ký mới này để tạo một cái tài khoản metabot.vn. Thì khi mà nhấn vào đăng ký mới thì nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ để chúng ta điền những cái thông tin cơ bản nhất nhé. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ điền họ tên này, số điện thoại, mã giới thiệu. Ở mã giới thiệu này thì chúng ta sẽ điền cái số điện thoại của người giới thiệu cho chúng ta vào nhé. Và sau đó là mật khẩu và nhập lại mật khẩu. Thì sau sau khi đã hoàn thành thì chúng ta nhấn vào đăng nhập. Đó. Thì đây là các bước cơ bản nhất để các anh chị có thể tạo được một cái tài khoản metabot.vn để sau này chúng ta cùng cùng nhau chiến đấu kiếm tiền lâu dài nhé. Đây là một dự án thực, người thực, việc thực, cho nên là các anh chị rất là yên tâm khi mà tham gia vào cái hệ thống này. Đó. Thì đây, cái video của tôi thì đầu tiên nó chỉ ngắn ngắn thế này thôi. Đó thì xin chúc tất cả các anh chị tạo được một cái tài khoản metabot.vn thành công. Và xin kính chào và hẹn gặp lại ở các video sau.